Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở thưa các bạn, trẻ miếng ăn còi xương, suy dinh dưỡng hay gặp các vấn đề về sức khỏe thì luôn là một trong những vấn đề khiến khá nhiều ông bố bà mẹ đau đầu và tìm các biện pháp để khắc phục. Hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm nước hồng sâm Baby Sanga một trong những sản phẩm tăng sức đề kháng giúp ăn ngon, ngủ sâu cũng như là phát triển trí não ở trẻ. Nếu như bạn đang lo lắng vì con mình biếng ăn, suy dinh dưỡng, thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm nước hồng sâm Baby Sanga đến từ Hàn Quốc. Ở đây là một trong những giải pháp tối ưu hỗ trợ cho trẻ tăng sức đề kháng, cũng như là giúp trẻ ăn ngon, ngủ sâu, phát triển trí não. vậy tại sao Kiều Anh lại nói đây là một trong những sản phẩm tốt cho trẻ em? cũng như là không có tác dụng phụ hay phản ứng phụ nào. Là bởi sản phẩm này thì được tinh chế từ hồng sâm 6 năm tuổi, cùng 7 loại chiết xuất tốt nhất từ hoa quả, mọng nước, giàu chất dinh dưỡng. Nước hồng sâm Baby Sanga thì là dạng nước uống, có vị ngọt thanh, hương sâm thơm nồng dễ chịu. Sản phẩm này thì sẽ hỗ trợ cho trẻ là lưu thông máu, tinh thần sảng khoái, vui tươi. À, những công dụng tuyệt vời có thể kể đến khi nhắc đến sản phẩm này, Uh, như là giúp bé ăn ngon, ngủ ngon, da rẻ hồng hào, uh, tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng khả năng hấp thụ thức ăn cho trẻ và tăng trưởng chiều cao, phát triển trí não cho trẻ em. Thứ hai, sản phẩm này thì đặc biệt tốt cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng. Uh, bạn thì sẽ không còn phải lo lắng chuyện con cái ốm vặt hay là lười ăn. Uh, sau khi cho bé dùng chỉ với 1 cho đến là 3 hộp hồng sâm Sanga này. Thứ ba, nước hồng sâm Baby Sanga thì giúp cho trẻ là phát triển trí não cũng như là sử dụng nước hồng sâm hàng ngày thì sẽ giúp bổ sung cũng như là kích thích não bộ phát triển ở dẫn đến việc là tăng cường phát triển sức khỏe cũng như là tăng cường trí não của trẻ. Thứ tư, sản phẩm nước hồng sâm Baby Sanga thì giúp cho trẻ là tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng sức đề kháng. Ở theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy rằng nếu như cho trẻ uống nước hồng sâm trong thời gian 3 tháng và uống 3 lần trong năm thì sẽ có hiệu quả giúp cho trẻ không bị ốm vặt nữa cũng như là những căn bệnh như là ho, cảm cúm, sổ mũi. À, và thời gian mắc thì cũng được uh, rút ngắn đi. Thứ năm, nước hồng sâm baby san gan thì cải thiện tình trạng trẻ miếng ăn, còi xương, bổ sung hàm lượng vitamin và khoáng chất, uh, giúp cho trẻ là ăn ngon miệng hơn cũng như là phát triển xương chắc khỏe. Thứ sáu, sản phẩm nước hồng sâm baby san gan thì giúp cho trẻ là thanh nhiệt giải độc, uh, giúp cho trẻ là hết nóng trong, táo bón, da rẻ hồng hào cũng như là ăn ngủ tốt hơn sản phẩm nước hồng sâm baby san gan thì còn giúp là phục hồi mệt mỏi cũng như là giảm stress. Hồng sâm trẻ em san gan thì giúp cho các em bé hay hiếu động hoặc là những bé hay bị chịu những cường độ học tập cao sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe cũng như là giảm bớt căng thẳng và xua tan mệt mỏi. À, bạn sẽ không còn phải lo lắng chuyện con cái ốm vặt và lười ăn sau khi cho bé dùng chỉ với một hộp sản phẩm nước hồng sâm baby san gan này. À, với sản phẩm này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản bởi sản phẩm này thì ở dạng lỏng thế nên là bạn có thể là cho trẻ em uống trực tiếp 1 đến 2 lần và mỗi lần thì một gói như thế này trên một ngày và mỗi tuần thì chúng ta chỉ nên uống từ 2 cho đến là 5 gói à, và ngoài ra thì chúng ta nên uống vào buổi sáng hoặc là sau khi ăn 1 giờ Ngoài ra thì bạn cũng có thể là chia nhỏ một gói nước hồng sâm baby San gan như thế này à, cho bé uống làm 2 ngày mà không ảnh hưởng tới chất lượng cũng như là hiệu quả của nước hồng sâm. À với sản phẩm này thì đối với bé trên 3 tuổi thì các bạn có thể là cho bé uống một gói trên một ngày. À còn trong một tuần thì nên uống từ 3 cho đến là 5 gói. À còn các bé từ 8 tuổi trở lên thì các bạn có thể là cho các bé uống hàng ngày và mỗi ngày thì sử dụng một gói hồng sâm baby san gan như thế này thì rất tốt cho bé mà không có bất cứ tác dụng phụ nào. Ngoài ra để bảo quản sản phẩm này thì các bạn có thể là bảo quản ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng mặt trời cũng như là sản phẩm sau khi chúng ta chưa sử dụng hết thì nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh à, với sản phẩm nước hồng sâm baby gan thế này thì với màu sắc thì vô cùng bắt mắt cũng như là hương thơm thì ngọt thơm dễ chịu cũng như là không gây khó chịu cho bé thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi khi nhìn thấy sản phẩm này thì các bé có thể là rất thích thú và uống ngay lập tức có nhiều khách hàng khi sử dụng sản phẩm này của Korea Shop 24h đã cho những phản hồi vô cùng tốt đó là con của họ thì uh, ban đầu rất là biếng ăn cũng như là thường xuyên là mắc căn bệnh như cúm vặt ốm ho hay là sốt tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm baby san gan này chỉ sau tuần đầu tiên sử dụng thôi thì uh, sức khỏe của con em họ đã được cải thiện cũng như là việc các bé ăn uống khỏe mạnh hơn cũng như là hoạt động một cách năng động hơn uh, chứ cơ thể không còn mệt mỏi và ủy oải như trước nữa như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng tuyệt vời của sản phẩm nước hồng sâm baby san gan đến từ Hàn Quốc này đúng không ạ? À, với những công dụng như vậy thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho con em của mình. Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm nước hồng sâm baby san gan này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363. 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước hồng sâm Baby San Gan đến từ Hàn Quốc. Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!